The rub-off effect kicks in nicely almost from the beginning of your effort, as course you learned from a flashcard. Orca said, pop up in your workbook or newspaper. À, cái hiệu ứng mà rub lên là trà sát. À, thì nó bắt đầu xuất hiện gần như ngay khi bạn bắt đầu nỗ lực. À, và những cái từ vựng mà bạn học á, từ trong cái flashcard đó hoặc là cassette á, thì nó bắt đầu pop up, này nó sẽ bật lên trong cái cửa sổ workbook của bạn, hoặc là trong trong cái quyển vở của bạn, hoặc là trong cái những tờ báo của bạn. Sure. You will eventually conquer the word, even if it occurs only in your grammar book or your phrase book or your cassette. But that learning involves repeated frontal assault on highly resistant unknown. Rồi. Cái từ sure này nè. Là cứ âm sờ mà đi với âm u á, thì nó sẽ là âm sh. Chắc chắn rằng bạn cuối cùng sẽ chinh phục được cái từ vựng. Thậm chí nếu mà nó xuất hiện chỉ trong các cuốn sách ngữ pháp, hoặc là trong cuốn sách phrase cụm từ, hoặc là trong cái cassette của bạn. Nhưng cái việc học này nó bao gồm việc lặp lại tấn công một cách trực diện, mà lặp lại đối với một số cái ẩn số có khả năng chống chịu cao, cho những từ không biết có khả năng chống chịu cao. Let the same would come at you, however, in the real life newspaper article, and your mind embraces it as an old friend. Hãy để cho những cái từ vựng come at you, hãy để cho những từ vựng đến với bạn. Tuy nhiên, trong cái những cái tờ báo, bài báo thực trong đời sống và cái tâm trí của bạn ấy, embrace là nó bắt đầu là gì đây? Bao trùm lên nó giống như là một người bạn cũ. À, tức là khi mình đã học một cái từ, được chưa? Khi mình đã học những cái từ con đã chinh phục được một cái từ vựng đây, ở trong những quyển sách grammar hay là những cái quyển sách này, những cái tài liệu này, được chưa? Bằng cách là mình lặp lại nhiều. À, thì sau đó thì hãy để cho những cái từ tương tự như vậy, tức là cái cũng cái từ vựng đó, nó để đến ở trong những cái real, cái việc học thật, từ ví dụ từ những bài báo. Và sau đó thì mình sẽ coi nó như là cái người bạn cũ, tại vì mình đã học rồi, mình được gặp lại, được chưa? Attempting to master a language with grammar book alone is too boring. À, cái việc cố gắng mà gọi là master, là chuyên nghiệp, thành thạo một cái ngôn ngữ với cái quyển sách ngữ pháp book một mình thôi thì nó rất là chán. With phrase books alone, thì too superficial. Nếu mà học với quyển sách Facebook một mình thôi ấy, thì nó rất là, nó gọi cái từ này là, nó gọi là hời hợt, hoặc là gọi là nhân tạo ấy. Thì ở đây dùng từ là hời hợt. With cassettes alone, thì too fruitless. Thì nếu mà học với cassette không thì nó cũng không có hiệu quả. Trừ khi mà học với cái băng của ông Tim Sler này, là nó có học, sau đó nó có phần cho mình phải gợi nhớ, phải lôi kiến thức đó ra. With dictionary and newspaper alone, impossible. Nếu như mà học với từ điển và với báo không á, thì nó là không thể được. Cho nên là mình phải làm sao? Mình phải kết hợp nhiều con đường, nhiều cái phương pháp đó. Getting started. Rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu này. Open your grammar to the first lesson. À, bây giờ thì hãy mở cuốn sách ngữ pháp ra vào cái bài học đầu tiên. Do you understand the first paragraph? À, bạn có hiểu được cái đoạn đầu tiên hay không?
If so, nếu mà được, proceed to paragraph 2 thì sẽ, nếu mà có thể học được có thể hiểu được thì chuyển sang cái đoạn thứ hai. If not, nếu mà không, reread paragraph 1. Nếu không thì hãy đọc lại cái đoạn số 1. Can you determine precisely what it is that's blocking you from comprehension? Bạn có thể xác định một cách chính xác cái điều gì mà nó đang cản trở bạn không? Cản trở bạn hiểu không? Cản trở cái sự hiểu của bạn không? Block. Block là bị khóa đấy. Tức là cái điều gì mà nó khóa lại cái sự hiểu, nó cản trở cái sự hiểu của bạn. If so, nếu vậy, take a pencil, not pen. Hãy lấy một bút chì, đừng có lấy bút mực. And underline the words are words that are tripping you up. Gạch dưới những cái từ vựng mà nó đang khiến cho bạn bạn bị vấp kẹt ở đây. Run a wavy pencil line down the left hand margin whatever confused you. Rồi sau đó thì chạy một cái đường lượn sóng xuống cái lề trái của bất cứ cái đoạn nào, cái phần nào khiến cho bạn bối rối, confused. That paragraph you never change. Cái đoạn văn bản á thì nó không bao giờ nó thay đổi. The grammatical point that the confusing paragraph seeks to make will remain as unmutable ad libitum until you might decide to open up to it. Cái điểm ngữ pháp á, mà nó làm cho cái đoạn trong cái đoạn văn mà làm cho bạn khó hiểu á thì nó sẽ vẫn remain, vẫn giữ nguyên, nó không có thay đổi. Cho đến khi mà cái tâm của bạn quyết định là mở lòng với nó, open up to it. Hay quá, mở lòng với nó. Comprehension frequently clicks on like a light switch, not rush. Cái sự hiểu thì thường xuyên là nhấp vào, giống như một cái công tắc đèn, không có vội. Tức là cái sự hiểu thì nó sẽ thường xuyên, nó sẽ được chạm tới thường xuyên. Try to summarize what you don't understand. Sorry. Dạ này, trời nó mưa, sorry. Dạ, mình quay lại bài nha. Try to summarize what you don't understand. Hãy cố gắng là tóm tắt những cái điều mà bạn không hiểu. Pretend you're writing a letter to your aunt complaining about this ridiculous new language you're trying to learn and using as few words as possible. Encapsulate your confusion in writing. Giả sử pretend bạn đang viết một cái lá thư cho dì của bạn và phàn nàn về cái việc mà cái gọi là cái sự hài hước, cái sự nực cười của ngôn ngữ mà bạn đang học và sử dụng rất là
ít từ thôi, càng ít từ càng tốt. Và tóm tắt lại cái confuse, cái sự không bối rối của bạn trong cái bài viết đó. Take that note and put it in a circular holder and carry with it within you, your pocket or bag. Hãy để cái note đó và bỏ nó trong một cái ngăn đựng circular này, không biết là cái gì luôn, mình cứ bỏ qua nó ha. Và mang nó trong cái pocket, là trong cái ví của bạn hoặc là trong cái cặp của bạn. Get into the habit of writing down everything that confuses with you and carrying it with you. Hãy đi vào cái thói quen của việc viết xuống bất cứ cái gì mà nó làm cho bạn bối rối và mang nó bên cạnh bạn. You will try to find informants or mentors, either native speakers or others who learn your target language well enough to answer your questions. Bạn sẽ hello, bạn sẽ cố gắng tìm một cái người hướng dẫn, hoặc là cái người mà giúp cho bạn thông tin ấy, hoặc là những cái người native speaker, hoặc là những cái người khác mà cũng học cái ngôn ngữ của bạn tốt hơn để mà có thể trả lời câu hỏi của bạn. Hello chị Duyên nha. Befriend the Korean grocer, the Italian waiter, the Albanian at the pizzeria, your dentist, Romanian secretary. Tức là hãy làm bạn với những cái người, dù cho người ta làm cái gì được chưa? Một cái người bán tạp hóa này, đó, một cái waiter là một cái người phục vụ này, nó ở những cái cửa hàng pizza này, dentist là nhà nhà sĩ này, secretary là thư ký của nhà sĩ này. You don't need such people, but they are extremely helpful and easier to locate than you might think. And getting easier at all time, American becomes an international mixture of peoples. Bạn không cần những người này, nhưng mà những người này thì cực kỳ là gọi là hữu ích, và dễ dàng để mà tìm kiếm. Nếu dễ dàng để mà gặp gặp gỡ đấy, mọi lúc, bởi vì nước Mỹ ấy, thì bây giờ đang trở thành một cái nơi gọi là giao thoa quốc tế, nói chung là rất là nhiều những người quốc tế đến. Your informants will usually love being asked to help you learn the language. Những người cung cấp thông tin cho bạn, your informants là rất là vui khi mà có thể là giúp cho bạn học cái ngôn ngữ của họ. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, mời chị Duyên nha. Cảm ơn Less small, you stop your venture sometime on parallel on up to RJ or whichever. And no compression list on. Giả sử bạn đã đâm đầu vào một đoạn văn hoặc là hai ba hoặc bất cứ đoạn nào mà không có sự hiểu biết list này chứ. Mà không có sự hiểu biết list là cái gì tôi tả lên xem không có hiểu biết nào về việc nhấp chuột vào. At the point you must sincerely overturn the rule
of mid-literate American language teaching and do something radical. Cái điểm mà bạn nên nhận thức là quay trở lại nguyên tắc của cái không gián tiếp, sự giảng dạy ngôn ngữ Mỹ không có trực tiếp và là một cái gì đó bình thường căn bản để làm điều gì đó triệt để. Tại thời điểm này bạn phải có ý thức lật ngược các quy tắc dạy ngôn ngữ sai hướng của Mỹ và làm điều gì đó triệt để. You must say goodbye to your and shower pleasure and keep moving ahead. Bạn nên vẫy tay tạm biệt câu đố chưa được giải đáp và giữ và tiếp tục tiến về phía trước. If you don't understand it, keep it for the time being. Nếu bạn không có hiểu nó thì hãy bỏ qua nó trong lúc này. Chances are excellent your confusion will be upheld as you roll it. Do more and more concepts that you do understand. Lúc có thể sự nhầm lẫn của bạn sẽ tự xóa mờ khi bạn tiến bộ qua ngày càng nhiều khái niệm mà bạn chưa hiểu. You will have the leisure of looking back on earlier lessons in the grammar. Bạn sẽ có được niềm vui khi nhìn lại những cái bài học về những ngữ pháp trước đó. Seeing your wavy pencil lines beside a no-lear paragraph and saying to yourself, how could I have been derived by this? Even erasing the way we live. Mình thấy những cái đường nét chì lượng sóng bên cạnh cái đoạn văn, bên cạnh một đoạn văn rõ ràng và tự nói với bản thân mình là làm sao tôi có thể bị trật đường ray vì điều này. Thật thú vị khi xóa những đường gợn sóng đó. Next please. Continue to foundation at the grammar before you sum up at land at any of your other tools. Tiếp tục qua năm bài học ngữ pháp trước khi bạn lướt qua bất kỳ công cụ nào khác của bạn. Leave the cassette wrapped in their packaging. Đừng để các cuộn băng dính trong bao bì của chúng. Don't be tempted
to look up the newspaper or magazine in your target language. Đừng để bị lôi cuốn vào những tờ báo hoặc tạp chí bằng ngôn ngữ bạn muốn. The more of a language lover, the more of a language lover you are, the stronger it will be. Bạn càng là một người yêu ngôn ngữ, bạn càng là một người yêu ngôn ngữ thì nó sẽ càng khó khăn hơn. The stronger khó khăn hơn. Loving your grammar, white or friendly cassette. No. Latin grammar, why friendly gestures and realize newspaper away will make you feel like a child who had to finish his homework before he ran out and play baseball. Đọc lướt qua các ngữ pháp trong khi những cái băng cassette thân thiện và những tờ báo đời thực đang chờ đợi sẽ khiến bạn cảm thấy như một đứa trẻ mà đã làm xong bài tập của anh ấy của nó trước khi anh ấy chơi đi ra ngoài chơi bóng chày baseball. And that is really the point. Và cái điểm và đó là cái điểm chính xác. You are a child in that new language and rely on children. You have to learn to book thin first. Bạn là một đứa trẻ trong ngôn ngữ mới đó và giống như tất cả những đứa trẻ khác, bạn nên học những điều đầu tiên lên hàng đầu. Next please. Grammar comes first. Grammar comes first. Ngữ pháp có trước. Build a little character by slowly through five chapters of it. Xây dựng một nhân vật nhỏ bằng cách ghi lại năm chương của nó. You will build up a head of steam that will send you charging headlong into more lessons. Bạn sẽ tích tụ một luồng hơi nước giúp bạn sạc lâu hơn. Và địa hình dễ chịu hơn. Cassette, newspaper, lacquers, and race books will cut the boredom out of waiting for busy and replay each withdrawal in another language. Cassette, báo, thẻ ghi chú và các cụm từ sẽ cắt bỏ sự nhàm chán khi mà đang đợi xe buýt và thay thế bằng một sự phát triển ngôn ngữ khác. This will be your reward after you make an honest beginning in the grammar. Giữ vững tinh thần của bạn. Bạn
Đây sẽ là một phần thưởng của bạn sau khi bắt đầu trung thực về ngữ pháp. Sustain your spirit during the drama study by reminding yourself how soon you go in to be allowed to go out and play. Giữ vững tinh thần của bạn trong quá trình học ngữ pháp bằng cách tự nhắc nhở bản thân rằng bạn sẽ sớm được phép ra ngoài và chơi. Into the real world. Mời Lan ngủ nha. Em cảm ơn cô ạ. Into the real world. Dạ, Natalie ạ. When you've served out your sentence of 5 lessons of grammar, spread out all your other tools, you should regard them as toys, and prepare to use them all. Simultaneously, take the newspaper or magazine. Go to the upper left-hand corner of page 1. In languages like Arabic and Hebrew, that will be the upper right-hand corner of the back page, which is their front. That article is your assignment. It will easily be the toughest newspaper article you've ever read. And it will just as certainly do you more good than any other. When you serve out your sentence of 5 lessons of grammar, spread out on your other tunes, you should trigger them at try and prepare to use them on simultaneously. Khi bạn đã học xong câu gồm 5 bài học ngữ pháp, hãy trải rộng tất cả công cụ khác của mình. Bạn nên coi chúng như một đồ chơi và chuẩn bị sử dụng tất cả cùng một lúc. And prepare to use them. Check the newspaper or magazine. Lấy báo hoặc tạp chí. Go to the upper left hand corner of page 1. Chuyển đến góc trên bên trái của một trang. In language like Arabic and Hebrew, that will be the upper right hand corner of the page, which is different. Trong các ngôn ngữ của tiếng Ả Rập và tiếng Do Thái, đó sẽ là góc trên bên phải của một của trang, mặt sau là mặt trước của chúng. That a record is your assignment. Bài báo đó là một nhiệm vụ của bạn. It will outly the shortest newspaper article you ever read. Đây sẽ là dễ dàng là bài báo khó khăn nhất mà bạn từng đọc. And it will teach as certainly do you more good than any other. Và nó chắc chắn sẽ làm cho bạn tốt hơn bất kỳ điều gì khác. Dạ, Net, please ạ. Take your highlight and highlight on the words you don't know in the first paragraph
sử dụng bút đánh dấu của bạn và đánh dấu tất cả các từ bạn không biết trong đoạn văn, trong đoạn đầu tiên. You may very well end up with a color like her every single word in that paragraph. Bạn rất có thể kết thúc bằng một đường kẻ màu qua từng từ trong một đoạn văn đó. At the end, did he know school how test that this to your beginner level? Rốt cuộc đây không phải là văn bản của nhà trường nào phù hợp với trình độ của người mới bắt đầu như bạn. Did he ask real life and real words as an exercise? Can guess. Đây là cuộc sống thực và thế giới thực như một bài tập có thể được. And all you had so far is for lessons of elementary grammar. Chơi trò chơi và đánh dấu cẩn thận ở từng từ bạn không biết. Never mind. Bị lộn rồi. Never mind. Play the game and do cheerfully. Mark talk every word you don't know. Chơi trò chơi và đánh dấu cẩn thận từng từ bạn không biết. Even if it be every last word in that first paragraph. Ngay cả khi đó là một từ cuối cùng trong đoạn văn đầu tiên đó. Dạ, hết giờ đúng không cô ạ? Nghỉ tí xíu, nghỉ tí xíu rồi vô đọc sách tiếp. Dạ, con chào cô Cúc nha. Cô Cúc chăm chỉ quá à. Cô Cúc vừa bận việc mà cô Cúc vẫn học được. Chào cô Cúc. Tranh thủ á, còn chút xíu thì thôi. Nhưng hôm nay mạng của yếu quá. Hôm nay bỏ qua những nhân viên, những phước mình hưởng, mình nhận mà mình được học. Hôm nay mạng của yếu lắm, rớt liên tục. Cô đọc được chút xíu rồi, chắc hết giờ rồi quá. Hết giờ mà không có Thảo? Dạ. Mình nghỉ một tí xíu nha cô Cúc. Dạ, nghỉ tí xíu cô ha. Dạ, nghỉ tí xíu rồi mình. Mạng cô rớt quá. Rồi, thấy cô vào rồi lại ra nè. Thế sức khỏe cô tốt không? Dạ. Cái mạng rớt, cái mạng yếu quá. Dạ, con hỏi sức khỏe của cô tốt không? Ồ, tốt cô ơi, kỳ này làm tốt lắm. Dạ. Kỳ này làm có kinh nghiệm hơn. Kỳ này làm mình tập khí công. Kỳ này tập nhiều nè, với lại mình uống thuốc, uống nước kỹ hơn. Có thấy kỳ này có học. Dạ. Kỳ này cô ráng uống được dầu nha, cái trước uống được dầu chưa? Thảo thân mê.
Kỳ này quyết tâm, kỳ này có chăm hỗ trợ thì quyết tâm mới được. Yeah. Hai ba người nhóm cô là chưa làm thì uống dầu được hết, vì cô ráng mà. Quyết tâm cao, không có dễ qua, cũng như mình học anh văn mình mới nuôi dưỡng nó, mình phải làm hai ba lần mới được. Thôi cố lên. Ở Vũng Tàu có mưa không Thảo? Cái này mưa to quá. Dạ sáng mưa mới mưa tí xíu đã thấy tạnh rồi nè. Dạ. Yeah. Sài Gòn là mùa mưa. Dạ. Yeah. Vũng Tàu hôm qua hôm kia mưa chứ hôm qua không mưa, sau hôm nay sáng nay thấy mưa chút xíu. Năm nay mùa mưa yeah. sớm quá ha cô Cức ha. Hôm nay thời tiết xấu. Em tuyển lạnh một đợt lớn lắm. Bạn cô thang nó lạnh bắt đầu bò cô. Năm nay thời tiết kỳ. Dạ. Buổi chiều 5 giờ cái lớp của sư cái bài mấy cuốn sách cũng hay quá ha. Của dạ, sư Uzu hả? Thầy sư đây cũng biết là hay. Đấy, có những thông tin. Dạ. Yeah. Em học nó không? Không biết thầy có nói á, thầy nói với cô Thảo có ý có siêng năng mà thanh lọc với lại sửa mũi không? Nó kiên trì lắm, cái tay của họng nó kiên trì lắm, nó cũng như mình tâm mình trở đi siêng tập luyện cho ra mồ hôi rồi cái vùng đó. Dạ. Một đôi cúc ạ. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đọc sách nha. Trước khi mình đọc sách cùng nhau thì xin mời cả nhà mình cùng niệm ơn Đức Phật ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Sadhu, sadhu, sadhu. Yeah. Mời cả nhà mình cùng học pháp ạ. Yogi, I find it difficult to maintain awareness during certain activities, particularly during meal times. Yogi, I find it difficult to maintain awareness during certain activities, particularly during meal times. Cảm thấy rất là khó để mà giữ chánh niệm trong suốt cái một số cái hoạt động cụ thể. Ví dụ như hoạt động nhất định, ví dụ như là trong cái bữa ăn. SUT. If you know that you have a weakness in a certain area during a particular activity, always take your time. Remind yourself not to hurry and prepare yourself. Determine your priorities. Remind yourself that you want to maintain mindfulness. That you want to be fully aware of this experience.
Tell yourself that you are not eating but practicing. By making these auto-suggestions, you are telling the mind to move into a particular direction. This is right thinking. If you know that you have a weakness in certain area, during particular activity, always take your time. Nếu như bạn nhận ra rằng bạn hiểu được rằng bạn có những cái điểm yếu ở một số cái lĩnh vực trong những cái hoạt động đặc biệt nào đó, thì hãy luôn dành thời gian. Remind yourself not to hurry and prepare yourself. Hãy nhắc nhở mình không nên vội vàng và hãy chuẩn bị cho chính mình. Determine your priorities. Hãy xác định cái sự ưu tiên của bạn. Remind yourself that you want to maintain mindfulness, that you want to be fully aware of this experience. Hãy nhắc nhở chính mình rằng bạn muốn duy trì cái sự chánh niệm và bạn muốn hoàn toàn tỉnh thức, hoàn toàn chánh niệm trên cái trải nghiệm này. Tell yourself that you're not eating but practicing. Hãy nói với chính mình rằng bạn không phải đang ăn mà đang thực hành. By making these outer suggestions, you are telling the mind to move into a particular direction. This is dry thinking. Bằng cách làm những cái đề nghị một cách tự động như vậy, thì bạn đang nói với chính mình là chuyển đến một cái hướng cụ thể. Đó chính là suy nghĩ đúng đắn, gọi là chánh tư duy đấy. Yogi, I sometimes feel that there is nothing going on in the mind. I am just sitting there and the mind seems to be blank or empty. I sometimes feel that there is nothing going on in the mind. I'm just sitting there and the mind seems to be blank or empty. Thỉnh thoảng thì tôi cảm thấy rất không có cái gì mà there's nothing, không có gì mà đang diễn ra trong tâm trí hết á. Con chỉ đang ngồi đây và cái tâm của con dường như là nó trống rỗng. This feeling of emptiness can come up when there are very subtle objects only. But if you are awake and alert, not sleepy, you can still be aware of sense of awareness at such time. You know that awareness is working. And the awareness could be very clear. Just stay with that. This cái cảm giác trống rỗng này á, thì có thể là khởi lên khi mà còn rất là ít những cái đối tượng vi tế. Khi mà trong cái tâm mình chỉ còn những cái đối tượng vi tế thôi. Nhưng mà nếu như mà bạn tỉnh thức và bạn tỉnh giác ấy, không có buồn ngủ á, thì bạn vẫn có thể là nhận thức được, ý thức được những cái cảm giác của cái sự chánh niệm, sự tỉnh thức trong những thời điểm này. Bạn biết đó, cái sự tỉnh thức đang làm việc, đang hoạt động, và cái sự tỉnh thức này rất là rõ ràng, chỉ cần ở với nó, tức là duy trì tiếp tục như vậy là đủ. If you find it difficult to recognize awareness at work, you need more practice. Ask yourself often, what is the mind aware of now? In this way, you will gradually learn to see the mind more clearly and to know what awareness feels like. At first, you need to practice with very obvious mind activities such as the mind being aware of thinking, of hearing, or of directing attention to a particular object. Also remind yourself to be as continuously aware as you can. Continuity of mindfulness too will help you to clearly recognize awareness. It will help you to see the mind. Eventually you will realize that awareness is happening naturally all the time. Next, please.
Dạ, mời cô Cúc ạ. Chập chờn đó. Dạ. Alo, anh Hồng ạ. Dạ, giờ thì nghe được rồi ạ. Cái mạng cô nó yếu lắm. Thôi các bạn hãy đọc đi. Rồi dạ, cô dạ. Ngồi nghe thôi. Nãy cô thấy nó chập chờn mấy dạ. Lần luôn á. Dạ vâng. Để mời chị Duyên nha. Duyên đọc Hà Lan Vũ rồi cả nhà. If you find it difficult to recognize a warning at work, you need more practice. Nếu cảm thấy khó nhận ra cái chánh niệm đang hoạt động, bạn cần phải thực hành nhiều hơn. Ask yourself often, what is the mind aware of now? Thường xuyên tự hỏi mình là tâm đang hay biết điều gì. In this way, you will gradually learn to see the mind more clearly and to know what awareness feels like. Bằng cái cách này, bạn sẽ dần học được cách nhìn cái tâm của mình một cách rõ ràng hơn và biết cái chánh niệm, mức chánh niệm của mình đang như thế nào. At first, you need to practice with very obvious mind activities such as the mind being aware of thinking, of hearing, or of directing attention to a particular object. Đầu tiên bạn cần phải thực hành với cái tâm rõ ràng, với cái tâm hoạt động rõ ràng như là cái tâm nhận chánh niệm về suy nghĩ, nhận biết về suy nghĩ, về nghe hoặc là chú ý trực tiếp đến cái đề mục cụ thể. Also, remind yourself to be as continuously aware as you can. Nhắc nhở cái bản thân của nhắc nhở mình, bạn tự nhắc nhở mình là tiếp tục chánh niệm, nhưng mà bạn có thể continuity of mindfulness to will help you to really recognize awareness. Tiếp tục chánh niệm sẽ giúp cho bạn nhận biết chánh niệm rõ ràng hơn. It will help you to see the mind. Nó sẽ giúp bạn thấy được cái tâm trí. Eventually, you will realize that awareness is happening naturally at the time. Cuối cùng bạn sẽ nhận ra rằng chánh niệm là những cái điều diễn ra một cách tự nhiên. Netlist. Yogi, how can we keep up the continuity of awareness in daily life? Yogi, how can we keep up the continuity of awareness in daily life? Thiền sinh, làm thế nào để giữ được chánh niệm liên tục trong cuộc sống hàng ngày? Netlist. SUT, you need to have some wisdom, some understanding that the practice is beneficial. It is not enough to hear it from other people. A real desire to practice will only arise after you have recognized yourself what difference the practice of awareness makes to your life. You need to really understand how beneficial the practice of awareness is for you.
Such an understanding will motivate you much more than any outside encouragement or support. You need to have some wisdom, some understanding that the practice is beneficial. Thiền sư, bạn cần phải có chút trí tuệ, một chút hiểu biết rằng chánh niệm là việc lợi lạc, việc thực hành là lợi lạc. It is not enough to hear it from other people. Chỉ nghe người khác nói thì không có đủ. A real desire to practice will only arise after you hear, recognize yourself. What difference the practice of awareness makes to your life? Khát vọng và nhiệt tình tu tập chỉ thực sự nảy sinh khi bạn đã tự cho mình nhận rõ sự khác biệt mà chánh niệm đã mang đến cho cuộc sống của bạn. You need to really understand how beneficial the practice of awareness is for you. Bạn phải thực sự hiểu được chánh niệm đã mang lợi ích gì, như thế nào đến cho bạn. Such an understanding will motivate you much more than any outside encouragement or support. Những hiểu biết như vậy sẽ là động lực thúc đẩy bạn nhiều hơn bất cứ sự hỗ trợ hay khuyến khích